Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 trang 79, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 9 phần tiếp theo, phần ôn tập. Câu số 1. Em đã đọc 3 văn bản Lẳng Quả Thông. Con muốn làm một cái cây và tôi nhớ khói. Hãy điền thông tin vào cái mẫu phiếu học tập sau, làm vào vở. Bản tóm tắt nội dung chính của văn bản. Văn bản Lẳng Quả Thông, con muốn làm một cái cây và tôi nhớ khói. Như vậy thì ở bài tập số 1 này các em sẽ đọc lại 3 văn bản Lẳng Quả Thông, con muốn làm cái cây và tôi nhớ khói để các em điền vào cái thông tin vào cái phiếu học tập là các em sẽ điền nội dung chính vào đây. Như vậy nội dung chính của 3 văn bản đó là đầu tiên bài văn bản Lẳng Quả Thông. Nội dung chính là ta thấy được cái phong cách văn xuôi đậm chất thơ thấm vào từng câu, từng chữ của nhà thơ. Chất thơ trong tác phẩm tỏa ra từ những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người nước Nga. Chất thơ còn ánh lên từ tình huống truyện, từ giọng điệu trần thuật, từ ngôn ngữ, v.v. Tiếp theo là văn bản con muốn làm một cái cây. Thì nội dung câu chuyện nhắc tới cái tình yêu thương, sự chia sẻ từ những người xung quanh, từ những điều bé nhỏ gần gũi xung quanh chúng ta. Và tiếp theo là văn bản Và Tôi Nhớ Khói. Nội dung chính nêu lên cái tình cảm quê hương là điều không thể quên trong mọi ký ức của con người. Những cái kỷ niệm trong quá khứ giúp nuôi dưỡng tâm hồn hồn ta trong hiện tại. Tiếp theo câu số 2, ghi vào sổ tay những điều em đã làm mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn với những cái cảm xúc tích cực. Thì ở đây ví dụ, các em sẽ ghi vào cái sổ tay của mình gồm có 3 cột, đó là ngày tháng, rồi điều em đã làm và cảm xúc của em. Thì ở đây ví dụ là ngày 2 tháng 3 năm 2020, điều em làm đó là cùng mẹ trồng một cây hoa trong vườn và tưới nước cho cây. Cảm xúc của em lúc đó là vui vẻ, thấy yêu cây, yêu hoa. Như vậy thì các em sẽ dựa vào mẫu ở đây để mà chúng ta ghi vào cái sổ tay của mình những cái điều mà mình đã làm mỗi ngày để giúp nuôi dưỡng tâm hồn với những cái cảm xúc tích cực. Thì các em sẽ liên hệ tự bản thân các em sẽ tự suy nghĩ và các em sẽ tự làm. Rồi tiếp theo câu số 3, dựa vào phiếu học tập sau ghi lại những cái câu trả lời của em về câu hỏi lớn được đặt ra ở đầu bài học, làm vào vở. Thì ở đây có câu hỏi lớn là việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn phong phú có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Thì các em sẽ trả lời một là, hai là, ba là. Như vậy ở đây việc nuôi dưỡng một cái đời sống tâm hồn phong phú có ý nghĩa đối với chúng ta. Một là giúp chúng ta yêu cuộc sống, có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống. Hai là giúp chúng ta tươi sáng, trẻ trung, năng động hơn. Ba là giúp chúng ta nhận ra cái giá trị của những thứ xung quanh chúng ta. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.